Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là ống làm mát của dòng xe Mitsubishi Mirage, dòng xe Mitsubishi Outrage. Thì ống này chất liệu bằng sắt, đóng chất liệu bằng sắt này, nó làm mát, nó gối từ động cơ và trong chỗ kén đây của cái ống làm mát của cái động cơ thì nó bằng sắt. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà do va chạm dẫn đến nó bị thủng mất cái ống này và nó hỏng mất cái ống này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em có nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.